Mất phanh ô tô là lỗi vô cùng nguy hiểm và nghiêm trọng mà ô tô gặp phải. Trường hợp này rất hiếm có thể xảy ra, nhưng trên thực tế đã có rất nhiều xe gặp phải vấn đề này. Tôi tin rằng bất kỳ ai trong số chúng ta cũng sẽ có chút hoảng loạn. Gặp tình huống như vậy, tài xế nên cố gắng giữ bình tĩnh vì còn rất nhiều cách khác nhau để dừng xe mà không gây ra tai nạn hoặc va chạm. Video hôm nay, Dibro xin chia sẻ tới bạn những cách được các tài xế giàu kinh nghiệm lái xe truyền tai nhau để xử lý khi xe ô tô bị mất phanh. Đầu tiên đó là bật đèn cảnh báo nguy hiểm để cảnh báo cho các phương tiện khác biết. Đây là cách bạn nên xử lý đầu tiên nhằm thông báo hiệu cho các tài xế khác biết rằng xe ô tô của bạn đang gặp phải vấn đề và nên tránh xa. Đèn cảnh báo nguy hiểm thường là một nút hình tam giác màu cam trên bảng điều khiển. Thứ hai đó là thử lại bàn đạp phanh. Nếu ban đầu bạn nhấn bàn đạp phanh của ô tô xuống mà không có gì xảy ra, hãy nhấn mạnh bàn đạp phanh để thử kích hoạt một lần nữa, bởi vì hầu hết các ô tô ngày nay đều có hệ thống phanh kép. Nếu phanh xe của bạn ngừng hoạt động đột ngột, có thể là do chỉ một phần của hệ thống này bị trục trặc. Bằng cách tạo áp lực mạnh và nhất quán lên bàn đạp phanh, điều này có thể giúp xe giảm tốc độ và dừng lại. Thứ ba đó là sử dụng phanh tay phanh khẩn cấp. Nếu phanh chính của ô tô không hoạt động, hãy từ từ kéo tay phanh khẩn cấp. Hoặc nếu xe của bạn có bàn đạp phanh khẩn cấp, hãy nhấn bàn đạp xuống cho đến khi xe dừng hẳn. Phanh khẩn cấp của xe hoạt động độc lập với phanh chính của ô tô, nó có thể giúp xe dừng lại an toàn ở tốc độ thấp. Tuy nhiên, ở tốc độ cao, việc dừng xe bằng phanh tay khẩn cấp sẽ mất rất nhiều thời gian hơn nếu bạn sử dụng phanh chính của xe. Việc sử dụng phanh khẩn cấp cũng rất nguy hiểm. Phanh tay thường được sử dụng khi xe lên dốc. Nếu sử dụng phanh tay không đúng cách, có thể làm xe văng sang một bên. Cách xử lý thứ tư khi xe ô tô bị mất phanh đó là về số thấp hơn. Kỹ thuật này được sử dụng phổ biến nhất để dừng xe khi mất phanh, bằng cách ghi số qua đó làm giảm vận tốc của xe. Gọi một cách đơn giản là phương pháp phanh động cơ. Phương pháp này hoạt động bằng cách chuyển xe với số thấp D1, D2, D3, L đối với xe số tự động, còn với xe số sàn thì đạp côn về số thấp hơn để giảm tốc độ. Khi tốc độ ô tô của bạn giảm xuống, hãy kéo phanh tay để cho xe dừng hẳn. Thứ năm đó là di chuyển ra khỏi đường. Nếu bạn đang đi trên đường cao tốc, hãy sử dụng khả năng định hướng của bạn và quan sát giao thông xung quanh khi bạn di chuyển ô tô của mình trên đường để cố gắng di chuyển xe sang làn bên phải một cách an toàn. Tránh mọi nguy hiểm tiềm ẩn trên đường và bật đèn báo hiệu nguy hiểm của ô tô hoặc sử dụng đèn và còi của xe để cảnh báo cho người lái xe khác khi cần thiết. Nếu có thể, hãy di chuyển xe của bạn vào một bãi đậu xe hoặc một vị trí an toàn ngoài đường chính, tránh dừng xe ở giữa đường hoặc các địa điểm có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Cách xử lý thứ 6 đó là hạ cửa sổ xuống để tăng sức cản không khí trong xe. Phương pháp này sẽ không làm xe dừng hẳn, tuy nhiên nó có thể giúp xe chậm lại một chút, thêm vào đó bạn có thể kêu lên để các tài xế khác biết để tránh đường. Cách thứ 7 đó là rẽ vào đường tránh hoặc một ngọn đồi. Nếu có thể, hãy tìm một con đường lên một ngọn đồi hoặc một con đường tránh, độ dốc có thể giảm tốc độ đủ để xe dừng lại. Thứ 8 đó là xoay chìa khóa sang vị trí tắt. Tắt chìa khóa chỉ áp dụng khi các biện pháp khác không đem lại hiệu quả. Hãy đợi cho đến khi xe giảm tốc độ nhất có thể, sau đó chuyển chìa khóa về nút tắt, chú ý chỉ tắt một nấc. Mặc dù việc tắt máy để giảm tốc độ xe có vẻ là một ý kiến hay, nhưng làm như vậy có thể rất nguy hiểm. Trong trường hợp này, hệ thống lái trợ lực của ô tô sẽ tắt. Điều này có thể gây khó khăn cho việc điều khiển xe của bạn. Ngoài ra, việc rút chìa khóa khỏi ổ điện có thể khiến vô lăng bị khóa vào vị trí. Cách thứ 10 đó là kéo xe của bạn dọc theo đường ta luy. Đây được xem là biện pháp cuối cùng. Lái xe ô tô dọc theo các đường ta luy hoặc đường rào chắn. Điều này có thể giúp xe chậm lại, nhưng có thể khiến chiếc xe bị xước và hỏng hóc. Làm thế nào để tránh các vấn đề về phanh? Phanh ô tô rất quan trọng và nó cần được hoạt động đúng cách. Rất may có một điều bạn có thể làm để tránh các sự cố về phanh. Chẳng hạn như xác định các dấu hiệu cảnh báo về phanh bị lỗi. Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến của phanh bị lỗi bao gồm: khi đạp phanh xuống, nó phát ra tiếng kêu hoặc những tiếng động lạ khác. Rung từ bàn đạp phanh hoặc vô lăng. Mùi khét bốc ra từ lốp xe. Đèn cảnh báo phanh bật sáng. Hành trình đạp phanh dài hơn bình thường để kích hoạt phanh. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào trong số này, đừng chờ đợi để được trợ giúp. Hãy đưa xe tới một gara sửa chữa để bạn có thể đánh giá hệ thống phanh của mình càng sớm càng tốt. Một cách nữa để bạn có thể tránh các sự cố về phanh đó là kiểm tra phanh và má phanh hàng năm. Khi đến kỳ bảo dưỡng định kỳ, hãy yêu cầu trung tâm bảo dưỡng kiểm tra phanh và má phanh ô tô ít nhất 1 năm một lần. Điều này cho phép bạn nhận được thông tin chi tiết về tình trạng của phanh và má phanh cũng như giải quyết mọi vấn đề về phanh. Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra dầu phanh thường xuyên. Bình chứa dầu phanh có vạch chỉ mức tối đa và tối thiểu. Nếu dầu phanh giảm xuống dưới mức tối thiểu, hãy đưa đến cửa hàng sửa chữa ô tô để đổ đầy dầu phanh. Trên đây, Dibro đã chia sẻ tới bạn những cách xử lý khi chẳng may xe bị mất phanh. Hy vọng video hữu ích với bạn. Và đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dibro để theo dõi những video review xe, hướng dẫn chăm sóc xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.